Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Trưa nay theo giờ Việt Nam, võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện ở Phoenix, Arizona, Mỹ, hưởng thọ 74 tuổi. Ali qua đời vì căn bệnh hô hấp, được cho là hệ quả của hội chứng Parkinson mà ông chống chọi trong suốt 32 năm qua. Ali bắt đầu sự nghiệp quyền Anh từ năm 12 tuổi. Trong sự nghiệp của mình, ông đã thượng đài tổng cộng 61 trận, thắng 56 trận, trong đó có 37 trận knockout. Ali là võ sĩ hạng nặng đầu tiên có 3 lần vô địch thế giới. Năm 1960, Ali đoạt huy chương vàng tại Olympic ở Roma. Ông được bầu chọn là vận động viên vĩ đại nhất thế kỷ 20 và là một biểu tượng mọi thời đại trong làng quyền Anh thế giới. Ngoài thể thao, Ali cũng được biết đến nhiều với những hành động nhân văn. Năm 1967, ông chấp nhận bị bỏ tù để kháng lại lệnh triệu tập nhập ngũ của quân đội Mỹ nhằm phản đối tham gia chiến tranh tại Việt Nam. Ali cũng tham gia các chương trình của Liên Hợp Quốc mang tên Thông điệp Hòa bình, ủng hộ mạnh mẽ cho nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu. Lễ tang Muhammad Ali sẽ được tổ chức trong một vài ngày tới tại thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, Mỹ, nơi mà huyền thoại quyền Anh này sinh ra.